đó được con khúc nè. chú chưa cuốn hả? Dạ. Bữa nay cá đi nước bổ ơi, bữa nay cá đi trứng đó. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV của mình nha. Hiện tại mình đang ở dưới bè. Anh chị em mình mới vừa xây cá mồi xong để cho mấy con cá lăng với cá hai vàng nó ăn. Giờ này anh em mình lên đường đi cuốn tay lưới cá sát cả nhà ơi. Đây là anh hai, chị hai. Mời cả nhà theo chân anh em mình đi cuốn lưới nha. Bữa nay anh hai thả lưới gần bè luôn cả nhà ơi. Anh hai đang cuốn cái dây đầu phao. Cái phao ra lưới của mình là từ cái điểm này nè, dài ra ngoài cái phao đỏ đó. Cho hai chó ăn vô chị hai. Bên đây là chiếc ghe lưới mà anh em mình đi thả lưới neo nè. Thả lưới neo thì mình đi chiếc này. Còn thả lưới cá sát với lại giăng câu thì mình đi chiếc xuồng nhỏ này cả nhà ơi. Vừa đi. Quá sang. Cái mồi mất tiêu rồi hả? Mồi còn đó. Để mấy chứ? Tao lưới bữa thất bại hả? Này nước đạp trôi kìa ha. Dướng vậy mà nó treo cái đường lưới của mình lên cao rồi. Khó dính cá hơn. Đó đó chị hai ơi, trúng lưới rồi, trúng rồi. Vô rồi. Coi đi. Trúng rồi. Nãy giờ mới có lay gai đính đầu bè của mấy con. Đây nó sát. Đấy là con cá sát. Đây là cá sát quên mất con. Ôi, nó bự quá. Cá tốt. Từ có lý ồ cái này mà có sắc chân ngon quá ta. Nó bự. Ủa cái này nó sát mà đúng không? Cá sát nè cả nhà. Ôi ôi con cá sát hết sức, con cá sát này cả nhà ơi. Con nè, con nó bự nè. Đấy, cái xác này là phải 150 chị hai ơi. Đẹp quá lên giá đi. Có lý quá, một cái xác làm tại lưới nữa đi. Hồi sáng mà cậu Út có thả mà đúng không? Được 7-8 kg đó. Hồi sáng nè. Hồi sáng này cổ có chó thả nữa đó. Quá. Kìa chị hai ơi, đã quá chị hai ơi. Rồi.
thì mới tăng cường một tay lưới nữa mới được. Tranh thủ cái này cá nó đi. Bữa nay phải phải hả? Ê. Không tả hết nổi rồi. Dạ chứ hai chút. Ê đây nè, cái xác nè. Đó, đó. Cái miếng lưới bị gắt đó cả nhà, cái nó trôi xuống. Trời ơi, sống. Lấy cái còn dép. Lưới cái gì? Bởi vì đóng tay lưới mới được rồi. Còn bắt cá này có. Cái lưới này bắt không được nhiêu hết trơn. Chiên xuồng qua bên đây cho anh hai bên kia anh cuốn. Dễ chút. Không mấy chị hai nghiêng, mình chị hai đủ rồi. Ba nghiêng mà hết ra hết đát rồi. Hết đát rồi, hết đát. Chị hai nghiêng một bên, hai anh em nghiêng một bên chưa chắc gì được đó. Thôi để chị hai gửi cho hai kéo phụ bên hai cái ra. Ừ. Ăn như vậy. Dưới nặng hả? Ủa vậy? Trời ơi, thấy ông nê nê là trước làm nghi rồi. Mình ra làm sao mình giật máy mình ủi cho anh hai cái này. Là lưới dướng rồi, dướng nặng rồi. Gốc này cá bự không? Công nhân thợ ủi xong tiền, ủi dữ thiệt. Ủi lên cá bự, đó kìa, đó, thấy chưa chị hai kìa. Dữ rồi. Trời ơi, cái gốc này mà, bởi vì dướng gốc ra chứ nó nặng lưới nhưng mà nó có cá cái này ơi. Trời ơi, kìa, có dây có dọc rồi. Dây có dọc. Quá chừng. Nói chung bữa nay là cá nó đi, con nước cá nó đi nha. Nhưng mà mình cái đầu lưới phía trong nó, tại mình bị vướng cọng dây, mấy cọng dây bè nên tay lưới nó bị cao lên. Nó không có chìm xuống đáy bởi nó không có dính bận ngoài này. Qua khỏi cái đoạn dây bè là vào dính quá chừng nãy giờ, thấy ham quá. Đó, review cái cây kiềm xịn của anh hai cho cái nhà coi nè. Đó. Có 102 đó. Cây kiềm đó, cây kiềm 200 mấy chục ngàn đó. Được không? Cây kiềm của chị hai có 5 ngàn à. Mười mấy ngàn mày đâu tệ gì hả mày? Cây kiềm này mười mấy ngàn hả? Ừ. Cây kiềm này mười mấy nè, cây kiềm này 200 mấy nè cả nhà đó. Được không? Nói chứ cây kiềm đó là cây kiềm để cắt kiển cả nhà ơi. Dạ chú bộ. Cũng gần hết rồi. Chú thiếu bộ này làm gì? Ăn lưới hết sáng. Đây dẫn chỗ không à. Đó, đó, đó. Đó. Để con cút nè. Chú chưa cuốn hả? Dạ. Bữa nay cá đi thiếu bổ ơi. Bữa nay cá đi nè, đúng đó. Chú thiếu bổ này cũng thả lưới cá sát nữa các bạn. Chú thím chưa cuốn rồi, thấy anh em mình trúng là tính lợi phụ nhưng mà anh em mình gần hết rồi. Cái thùng phao kế bên này. Vậy thôi chú thím đi cuốn luôn. Trời trời. Trời. Nói chứ kiềm của chị ba chứ giống vậy đó nhưng mà kiềm rẻ tiền. Kiềm nó mười mấy ngàn à. Ừ. Thì cái kiểu nó không có cắt kho lâu hơn á, nó ra ngay kiềm nhỏ nhọn nữa hả. Tao xài rồi. Cái vô nó kịch. Sao sao? Bé nó bị gì? Nó bị chịu. Con à. Bé con mày bẻ con cá nhỏ này thì mày cắt con cá nhỏ thì nó còn đỡ được lâu lâu được chút, còn con cá lớn mà nó mau cắn. Cái gì bên giờ mày cắt con cá lời cắt nó nhỏ này có cắt không? Dạ. Mà sao làm mày bẻ cái bài sao? Cái mồi.
còn này ơi, có út có luôn. Út có luôn. Không có, em nói cá út, em nói cá út. Có út luôn. Ê, chị hai, có thừa. Cậu út lại có cá út luôn này, cậu út nãy vậy. Út lại thằng là cá út không? Có gì không? Mới quá. Chị hai có thừa cậu không kìa? Chị chết cá đó, cá vậy? Cá này cá lão gỡ lên nãy giờ, còn cá mới lên tại là cá út không? Út mới qua cậu út. Dạ ơi. Dạ. Không đi theo tao, rồi chịu đâu. Đi theo nghiệp như thích thường hả? Khi đâu? Dạ, khi mỏng tốt. Chắc còn chà bá không? Sáng nhiều cũng thì không có, thôi có bự rồi. Dạ. Cá này không có rồi, thôi có cá bự rồi. Dạ. Không có đặng là tốt không à? Vậy. Là cá xác là gì đó. Bữa nào không đông thì lộn. Không, cái này cũng trộn trộn. Cũng được. Cũng được. Cũng được. Cái này thế kia. Không vậy gỡ cũng còn vui. Dạ. Chứ đừng gặt nó không nữa. Nãy giờ gặp ai cũng khoe cho Út. Cái kìm 200 mấy. Cái kìm 200 mấy đó nãy giờ gặp ai cũng khoe cho nhá. Ghê không? Cái này đi rất ngạnh cá. Ta đầu tư lớn. Cái kìm này cổ đổ sĩ lắm rồi. Nó quanh cái bọn quanh mặn. Trời. Nhưng mà nó còn 200 mấy là cái giá trị mà cái kìm mới. Còn bây giờ giá trị nó bằng còn có 10 mấy ngàn. Giảm còn mấy chục trăm. Hôm qua bữa trước thì nó vừa hồi bữa trước cũng giống hôm qua cũng giống hôm nay rồi bị hôm nay ít rồi giảm mà chưa khá bắt em thấy 30 tiếng khác. Quýnh bao trong đít bà quýnh ra hay vậy? Quấn vô đến bà hả? Quấn vô đến bà. Dạ là. Trời ơi. Im nghe. Dạ. Lưới te tua hết trơn đúng rồi. Quấn vô đến bà đè đi, cái đến bà quấn qua luôn hả? Con cá cóc cái lô. Con cái dây không đóng cái heo. Nó mới nhảy ra đó. Cây nào nhảy ra móc ra bỏ luôn. Thì hôm nay giờ mấy chuyện giật ra không chịu. Giật ra nó xuất ra sao trời. Không. Cũng không có gì chứ cũng vẫn dính thôi em đồng. Dạ. Nó nặng thớ. Ủi hả? Mới ủi. Ủi đất thè luôn rồi này chứ. Còn nữa hả anh hai? Ừ, vậy còn có lý lắm nha. Không có miếng sợ không thấy mày. Còn có lý lắm. Vậy cũng mới. Mấy nước này mà quánh người rượu nghe qua mình gỡ lớn nào còn nha ơi. Vậy còn nha ơi. Bây giờ ông làm ăn uống bạch hết rồi. Được chưa? Làm bộ đang quánh tờ lưỡi ra cá xe kìa. Mày đâu quýnh gần trái phao đỏ hay heo? Quýnh cá cho tao quýnh hả? Mà bữa nay đám cá đó không chứ? Nó đeo quýnh tay vô bè mà. Bè mà, quýnh vết. Xét lộn lưới hả? Xảy xảy. Nó, tới khúc Lưu Nguyên cái gì là làm thấy ghét không? Lưu Nguyên không chết. Nguyên đâu? Thì tiêu bụi hết trơn rồi. Mới nổi quá. Cáo Lưu Nguyên đó. Cáo nó liệt. Nguyên là Nguyên. Vậy là không Nguyên hay ơi. Vậy có thể dính nữa đó. Đó thấy chưa? Không Nguyên dính nữa nè. Ê. Trời ơi. Tưởng làm con cá sủ luôn. Kệ con mấy con cũng không ăn nhầm vậy chứ hết không? Đi
đi con. Đấy. Dạ. Chạy về dài chút chỗ bố coi. Dạ, rồi chút cũ bữa nay chúng lớn nha. Chắc này bố gì nữa. Chết. Tại mẹ biết chết em bự nhỏ thì chạy chứ. Cá được rồi. Mà đừng có cá út rồi nữa à. Đó này ơi, Nguyễn Trùm. Đây đây nè, đây nè nha ai ơi. Có mấy con à, lộn xộn. Đó, cờ cái xác kìa, cái xác kìa. Bữa nay cái xác gạt ghi. Nãy giờ có cá thanh kỳ nào không? Chắc được một hai con thôi chứ gì ha. Bao nhiêu cá xác không? Hết lưới luôn hả? Rồi. Hết lưới rồi cả nhà ơi. Bữa nay cũng đỡ rồi. Vô mình xúc cá lên mà hả chị hai? Ờ bởi nó kẹt, nó quấn dây đó cả nhà, nó không có chìm bởi vì cái thùng nó treo. Ta lưới nó còn nổi, nó không có chìm sát đất. Dạ. Thôi rồi anh em mình chạy vô, xong rồi mình xúc cá mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Hai chị em mình vô tới bờ. Chị hai lấy cái thao xuống để xúc cá cả nhà. Đem ra ngoài cái lỗ lớn để bán. Chiều thì cái chợ gần nhà mình không có nhóm. Mình chỉ bán chợ sáng thôi. Đó, bữa nay là giờ này chiều rồi nên mình đem ra ngoài kia. Anh hai còn xây mới cá mồi nữa nên anh hai đi ra ngoài bè rồi. Ở chị hai có vợt nè, hai xúc được ha. Rồi. Sao nhỏ vậy chị hai? Sao nhỏ để gì rồi nè. Để sao? Nó bự luôn. Có hai con ở trên nó mập quá trời mập. Trời, hớp này có 5kg rồi ha. 4-5kg á. Còn trong đục nữa. Kỳ không sao nó kêu dữ vậy ta. Cá khác nó cũng kêu á. À cá út nó kêu bọc bọc quên quên. Út nó cũng kêu. Còn còn cá xanh kỳ với lại con cá sát kêu ép 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 ép. Cái 5-6kg rồi chị hai ơi. Được không? Hết luôn nha. Hết luôn. Ừ. Trời nãy chút chưa hết. Nhưng 4-5kg. Hết đâu mà bắt hoài hết rồi bà. Cá thật xanh. Nãy lưới thật xanh rồi, giờ tới cá thật xanh hả? Rồi hết rồi. Đâu, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi ngước lên cười cái ra. Cá thật xanh rồi, đâu bắt hoài không hết. Ấy nó lá rồi. Ấy nó lá rồi. Rồi giơ tay chào kiểu hoa hậu lấy nó lá chào hoa hậu luôn rồi. Đúng rồi. Nặng. Tiếng này mày. Kiên đi. Đây là bộ đồ nghề. Đi lộ bán hả vậy? Đi lộ bán. Dạ. Có mấy ký gì không? 4-5 ký. 4-5 ký vậy mày ơi.
Để mình ra phụ chị hai chút xíu ở nhà, chị hai mệt quá. Cá dạ, bữa nay cá ngon, mua nhiều nhiều đi cô ơi. Mua gửi thành phố. Dạ. Cái giữ đi. Chị hai ra ngoài đường lớn có nhiều người qua lại cái nè, bán dễ hơn. Còn trong chợ giờ này vắng lắm. Giờ này tan chợ rồi. Thôi tiền bây giờ chừng nào con đi về con ngang gửi luôn. Dạ, anh cảm ơn cô. Tiếng nó hôm qua cô làm món gì? Hôm qua cô làm món gì? Còn để em tủ lạnh kìa. À, dạ. Hôm qua kho, nay cô nướng đi. Để bữa nào cũng lên hỏi xe coi chuyển qua bển vậy thôi. Qua bển. Mời gửi cá bữa nay ngon hơn hôm qua nữa. Dạ. Cá hôm nay tươi hơn. Cũng mới vô. Hôm qua cũng mới vô. Hôm qua quất 1 kg mấy rồi. Rồi giờ chị hai ở đây bán cả nhà ơi. À, Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người. Rồi chị hai bán đắt nha. Ok.